nhan sắc tuổi 53 của ca sĩ Cẩm Ly gây chú ý, mới đây, ca sĩ Cẩm Ly đã có buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Chị Tư xuất hiện với diện mạo giản dị, để gương mặt một và đeo kính để đọc rõ bình luận của mọi người, ngay sau đó, những hình ảnh cắt ra từ livestream được chia sẻ lên các diễn đàn và nhan sắc tuổi 53 của Cẩm Ly trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng quan tâm. Nhiều người nhận xét, dấu hiệu tuổi tác đã hiện rõ trên gương mặt của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, vẻ một mạc, giản dị này vẫn nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cuộc sống ở tuổi 53 của Cẩm Ly bình yên và hạnh phúc. Nữ ca sĩ không hoạt động nghệ thuật quá nhiều mà dành thời gian ở bên gia đình, cho những sở thích cá nhân như tắm hoa, nấu cơm, bày biện đồ đạc, trồng cây. Ông xã của Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vi, cũng là người đứng sau hậu thuẫn, góp phần không nhỏ xây dựng sự nghiệp âm nhạc thành công cho nữ ca sĩ. Xây dựng tổ ấm nhỏ hơn 20 năm qua, vợ chồng Cẩm Ly đến nay vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc, viên mãn. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về gia đình, Cẩm Ly nói, tôi không quen nói nhiều về hôn nhân hay khoe khoang cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trước mắt mọi người đều thấy vợ chồng tôi vẫn làm việc chung, con gái ngoan ngoãn, gia đình vẫn vui vẻ với cuộc sống hàng ngày, như vậy là đủ, có thể thấy ở tuổi ngủ tuần, giọng ca sầu đâu quê ngoại có một cuộc sống bình yên. Dù hạn chế hoạt động nghệ thuật song Cẩm Ly vẫn là cái tên nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng.